Châu Ngọc Thủy cũng là Châu Trương Vlog. Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình lên hơi trễ là vì sáng hôm nay mình đi một chút công chuyện rồi mình mới về đây thì bắt đầu mình mới thu hình và đưa lên để quý anh chị và các bạn nghe. Và cũng xin lỗi quý anh chị đang chờ đợi để vô nghe mình chia sẻ sáng hôm nay về cái gì. Và nói tới vấn đề trước hết thì nói tới vấn đề ông Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ vừa thăm viếng gia đình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cũng có gặp và với ông Chủ tịch Tô Lâm. Và tang lễ của ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi cũng đã chia sẻ ngày hôm qua rồi, và mọi người nhiều quốc gia trên thế giới đều thăm viếng và đi dự tang lễ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói chung tất cả những chuyện chung quanh của cố Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã được chia sẻ và mọi người đều biết hết rồi. Vì vậy và kể từ hôm nay, vì cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì chúng ta cứ để cho cố Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ. Cho nên không cần phải chia sẻ, phải đưa những cái này cái kia ra làm gì nữa cả, vì mọi người đã biết, mọi người đã thương tiếc. Cho nên quý vị cũng thông cảm, những anh chị nào viết lại những cái đề nghị hay là ý kiến những cái chuyện những nước này nước kia liên quan đến Việt Nam, đến thăm viếng đồ này nọ, thì mọi người cũng đều biết, trên TV cũng đều chiếu, cho nên chúng ta không cần phải mổ xẻ vấn đề đó nữa làm chi. Đó là cái mà tôi cũng đưa ra để cho quý vị và các bạn biết, không nên nêu vấn đề chuyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đây nữa, vì ông ta đã đi ăn nghỉ, nằm nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi. Và để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cũng theo dõi những ý kiến và bình luận của khán giả và sự chia sẻ của tôi. Tôi luôn theo dõi về cuộc chiến tranh Việt Nam bằng cả hai tay, phía Việt Nam và những nhà báo chân chính nước ngoài. Chẳng hạn như thảm sát Mỹ Lai, ném bom napalm xuống Trảng Bàng, Tây Ninh, trại Oran Dioxin xuống Việt Nam. Tức là Oran Dioxin, thay vì bạn nói chất độc màu da cam mà bạn nói là Oran Dioxin, tức là bạn cũng có một chút Mỹ trong nàng rồi, không biết bạn ở Mỹ hay là ở Việt Nam. Cảm ơn bạn. Khải Quang nói tam quyền phân lập làm mất chủ quyền quốc gia. Khải Quang là không biết Khải Quang nào. Nhiều khi các bạn bình luận thì không sao, nhưng mà các bạn muốn hỏi để cho tôi chia sẻ thì các bạn phải biết nó rõ ràng để cho tôi mới hiểu được câu hỏi để tôi chia sẻ cho các bạn. Cũng giống như các bạn viết là dòng họ mà tôi nói là đồng hồ, có biết viết không dấu. Các bạn viết dấu được mà, tại sao các bạn không viết dấu, viết mấy chữ? Cho nên đó là giúp cho tôi, để cho tôi dễ dàng trong công việc làm việc. Cũng giống như có chữ thì viết có dấu, có chữ thì viết không có dấu. Thì các bạn cũng nên tự tôn trọng mình trước. Tôi đã khuyên các bạn hoài rằng là phải tôn trọng mình trước cái đã, thì người ta mới tôn trọng mình. Vì bạn viết những câu mơ hồ, nghe cũng đọc cũng không hiểu nữa, thì làm sao mà biết cái gì để trả lời cho các bạn. Ví dụ như các bạn không đồng ý một cái gì đó thì phải để rõ ràng, tôi không đồng ý anh Nguyễn Hồng Phúc nói trên phố Bô Sa về cái chuyện này vào cái thời điểm này, chừng đó thôi đủ rồi, không cần phải kéo dài lê thê lết thết. Các bạn tự giải thích giải nghĩa ra, tức là các bạn tự trả lời rồi, đâu cần tới tôi trả lời một câu hỏi, chỉ vang vỗng vạn vài câu thôi. Còn quý vị đã bình luận, đã chia sẻ rồi thì tôi chỉ cảm ơn thôi, không còn phải đọc nữa cho nó. Thứ nhất là nó quá dài, và thứ hai nữa
các bạn đã chia sẻ hết rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là câu hỏi, thế nào là chia sẻ, thế nào là bình luận. Vì vậy, để cho tôi đỡ mất thời giờ, mà khi tôi viết lại, tôi phải nhiều cái chữ các bạn viết không có dấu, một nửa có dấu, một nửa không có dấu, làm tôi phải suy nghĩ, rồi viết tắt nữa, làm cho tôi phải suy nghĩ nữa. Đó là hay, đó là tôi là người rất là sẽ tìm ra mọi vấn đề trong chữ viết tắt của quý vị là cái gì. Nhưng mà có mấy chữ quý vị biết là tôi viết lại cả một đống giấy này mà tôi không thấy mỗi tay. Tại sao mấy chữ mà quý vị sợ mỗi tay, nghĩa là sao? Quý vị cứ chê, cứ trách, cứ phê bình người ta, nhưng mà tại không có ai phê bình quý vị, cho nên quý vị cứ tha hồ. Nhưng mà tôi phê bình quý vị, dù là quý vị khán giả của tôi vẫn phê bình. Dù cho nên đó là sự công bằng, chứ không phải là quý vị khán giả tôi là tôi phải nịnh quý vị để vô cô rồi để vô khen. Tôi không có chuyện đó. Tôi không có nhu cầu đó. Tôi nhu cầu của tôi là muốn chia sẻ những sự hiểu biết của tôi và những ký ức của tôi về bao nhiêu năm ở trên nước Mỹ cho mọi người nghe, để mọi người tiếp thu và hiểu biết thêm. Dù các bạn ở Mỹ chưa chắc các bạn biết hết được nước Mỹ, bắt biết cao lắm 1%. Tôi nói các bạn nghe, đừng có nghĩ rằng ta ở Mỹ là ta biết hết Mỹ, ta là ngôn, ta là Mỹ đế, ta là Mỹ kiều, Mỹ lung tung, nhưng mà chẳng biết cái gì hết, chỉ nghe chỉ Mỹ thôi, chỉ biết là ok thôi. Cho nên nhiều bạn, nhiều người Việt qua Mỹ, dù rằng là lam lũ làm kiếm ăn, kiếm trả tiền nợ, tiền nần tối ngày, nhưng mà khi về Việt Nam, bắt đầu hỉnh cái mặt lên, nói đủ thứ, nói như biết rồi, nói như biết hết cả nước Mỹ. Tại sao vậy? Để làm cái gì? Tại sao chúng ta không nói thật cho người dân chúng ta nghe, người Việt chúng ta nghe, cho anh em chúng ta nghe, cho chị em chúng ta nghe, mà phải đi nói láo? Nói láo tức là chúng ta làm cho họ đi mơ tưởng một cái chuyện không thật, không có. Vì chuyện đó rất là nhiều. Người Việt chúng ta ở trong nước rất là nhiều, đi mơ tưởng một cái chuyện không có, tưởng rằng là một thiên đường. Nhưng mà không có. Chính tại Việt Nam mới là thiên đường này. Các bạn không thấy, các bạn chỉ nghe những người láo xược nổ về ba hoa trẻ. Cảm ơn các bạn. Mỹ thuê lính đại Hàn sang Việt Nam chiến đấu. Lính đại Hàn giết dân Việt Nam, tại sao lại nói không phải do Mỹ gây ra là sao? Người Việt chúng ta có cái tính đó, đa số như vậy. Thằng con làm hư, thằng con ra đánh lộn, ra chửi lộn với nhau, đi chửi ông cha. Thằng em đang gây chuyện, đi đánh thằng anh. Đó là cái bản tính của người Việt chúng ta. Đó là cái thời chưa văn minh, thời cùng làng, cùng xóm. Bây giờ thời đại văn minh rồi bạn. Bạn phải biết rằng người nào làm người đó chịu. Có bao giờ em của bạn bị phạm tội mà công an tới bắt bạn không? Bắt bạn vì em của bạn phạm tội không? Có bao giờ cảnh sát tới bắt con của bạn phạm tội mà tới bắt bạn không? Có không? Thì cái trường hợp này nó cũng vậy. Các nước tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ là đồng minh. Thì mỗi đồng minh như vậy, mỗi nước như vậy, họ có một cái quản lý của quân đội của họ khác nhau và họ đóng một cái nơi khác nhau, chứ không phải đóng chung hỗn hợp. Ví dụ như là hỗn hợp với nhau, vô trong một cái nhà ở thì phải có một người kiểm soát trong cái nhà. Còn đây, nhà ai nấy ở, trong nhà có một người chủ nhà, họ lo cái chuyện đó. Giống như các trận chiến ở bên Iraq, A Phú Hả, các đồng minh Mỹ tham dự, Pháp,
Anh, Đức, vân vân, Canada, Úc Đại Lợi vẫn cùng tham dự với Mỹ, là đồng minh với Mỹ, nhưng mà lính của họ là họ lo, chứ không phải Mỹ lo hết. Bạn phải hiểu cái đó. Thì bây giờ cái chuyện mà người lính của Hàn Quốc đã làm như vậy thì bạn đổ thừa cho thằng Mỹ là chuyện vô lý. Bạn có đầu óc không? Bạn có quyền nghĩ như vậy, có quyền không cấp bạn nghĩ như vậy, nhưng mà bạn không phải biểu người khác phải nghĩ giống như bạn. Người khác họ thông minh hơn bạn thì họ nghĩ khác, hoặc là người khác họ ngu hơn bạn thì họ nghĩ khác. Mà người ngu nhất cũng biết được rằng là người là người nào làm người đó chịu. Đó là người ngu nhất. Còn bạn như thế nào thì tôi không biết, thì bạn suy nghĩ vậy thì bạn cứ suy nghĩ đi. Còn tôi không muốn nói chuyện này với bạn nữa, bởi vì bạn là một người cãi bướng, không chịu nghe, không chịu chấp nhận sự thật, không chịu biết đâu là phải, biết đâu là trái. Vũ Hoàng Lăng chuyên gặp bao que gợi ý chửi cộng sản kiếm cơ, nay hết thời rồi đó. Chửi cộng sản là chửi sao? Cộng sản là cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Mỹ. Cộng sản tức là một danh từ chung. Tại sao bạn nói Vũ Hoàng Lăng chửi chính quyền Việt Nam? Thì cái đó có vẻ riêng hơn, chỉ nhắm vào Việt Nam thôi. Đó, bạn không nên phải dùng cái chữ Cộng sản Việt Nam, hoặc là những anh chống cộng cũng không có nên dùng chữ Cộng sản Việt Nam. Đây là cái đảng mà đảng người ta họ lãnh đạo một đất nước Việt Nam, cũng giống như Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ ở bên Mỹ vậy thôi, có khác gì đâu. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo đất nước từ trước đến nay. Thì ví dụ như bạn thấy cái gì không đồng ý, bạn nói cái đó. Chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam làm biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho dân chúng, cho dân được ấm no hạnh phúc, kết thúc được chiến tranh, không bị chết cháp, không các anh quân dịch không phải chạy đi trốn trên gác, trốn trên nhà. Mỗi lần mà lính vô bắt ráp để bắt quân dịch, biết bao nhiêu người chạy trốn. Thì bây giờ anh muốn gì? Anh muốn chiến tranh hả? Hay muốn gì? Hay là muốn lãnh đạo? Muốn lãnh đạo thì về, anh về đi, người ta cho anh lãnh đạo đó. Anh muốn chức gì người ta cho chức đó đó. Anh làm được không mới quan trọng. Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải chống rồi rút xuống cống luôn. Mấy anh trước sau rút xuống cống, không đi đâu hết trơn á. Nếu đa đảng thì ở bên Mỹ, chính quyền Mỹ thiếu nợ 34.000 tỷ đô la thì đảng nào đứng ra trả nợ đó cho đất nước? Không có đảng nào hết bạn. Đảng là người ta chỉ lãnh đạo đất nước một cái giai đoạn, chẳng hạn như 2 năm bầu cử quốc hội một lần. Quốc hội nghĩa rằng là bầu cử cho dân biểu liên bang, và 1/3 thượng nghị sĩ được bầu trong 2 năm một lần. Thì dân biểu quốc hội họ chỉ giữ có 2 năm, và thượng nghị sĩ họ giữ được 4 năm, một nhiệm kỳ là 4 năm, còn dân biểu phải 2 năm phải bầu lại. Cho nên năm 2004 này nhiều dân biểu và 1/3 thượng nghị sĩ sẽ bị bầu lại, được bầu lại. Nếu đắc cử thì làm tiếp, còn không đắc cử thì về nhà thành dân quen, không còn nền nộp dân chúng nữa để kiếm tiền kiếm bạc nữa, để vô ngồi ăn chay ngồi tróc ở trong quốc hội nữa. Đó là cái quốc hội Mỹ nó như vậy. Rồi tổng thống 4 năm cũng phải rời khỏi ghế, nếu mà đắc cử thì ngồi thêm được 4 năm nữa, chỉ có vậy thôi. Còn tiền nợ thì đời này qua đời nọ, mấy ông kia chết hết rồi ai trả? Bà nghĩ ai trả? Không lẽ tổng thống trả?
công lãi quốc hội trả thì nhà nước phải trả thôi. Nhà nước làm gì có tiền trả, thì lấy tiền thuế của dân vô để trả. Cho nên hiện nay tôi mới nói rằng mỗi đầu người, dù mà đứa bé đang mang trong bầu thôi chưa sinh ra nó đã mắc nợ 100.000 đô la rồi, đó là ở nước Mỹ. Chứ đừng vì mỗi đầu người mắc nợ 100.000 đô la thì 330 triệu dân Mỹ mắc nợ 34.000 tỷ. Bạn thấy đúng không? Con của bạn sẽ trả, cháu của bạn sẽ trả số nợ đó, chứ không ai trả cả. Bây giờ bạn còn không sống được bao lâu thì bạn không đâu có trả bao nhiêu, nhưng mà con của bạn sẽ trả, cháu của bạn sẽ trả, chắc của bạn sẽ trả những số tiền nợ đó, chứ không ai trả hết cả. Bởi vì đó là lý do tại sao Mỹ đã đem di dân vô để trả nợ, vô để làm trả nợ, chứ chẳng tốt lành gì đâu, không tốt lành gì cả. Vô đi làm để đóng thế cho nó ngồi trên, ngồi chóc để nó ăn lương của dân biểu 100-300 ngàn, trong khi tổng thống có 400 ngàn. Bạn tính đi, làm sao nó không tham nhũng, nó không giữ cái ghế đó ngồi suốt đời như bà Pelosi đó, như ông Chuck Schumer, như ông Sanders, như ông chủ tịch thiểu số ở bên thượng viện, ông tự nhiên quên tên cái ông này cao cao Renault, bỏ quên, tôi quên, lâu quá không có nghe tên ảnh trên báo chí thành ra mình cũng quên. À thì đó, các bạn cứ nghĩ đi, ở cái, những cái anh, những cái chị già, anh già, chị già chống cộng ở bên phố Bô Sa cứ ngồi đưa cái loa về bên Việt Nam, nói Việt Nam đang, dân Việt Nam mắc nợ công, chính con cháu quý vị đang mắc nợ gấp mấy lần bên Việt Nam nữa mà quý vị không thấy, không biết tới thôi, và bị cái đám lưu manh nó che mờ mắt của quý vị thôi. Nó che là sao? Tại vì nó gieo cho quý vị trong một cái sự hận thù về Việt Nam. Quý vị chỉ nghĩ về Việt Nam, cái gì cũng là xấu thôi, không thấy được cái xấu xa của nước Mỹ nó như thế nào, nghĩ rằng tốt. Không tốt đâu, nước Mỹ không có tốt đâu. Con cháu của bạn sẽ làm trả nợ cho nó suốt cuộc đời, qua đời này qua tới đời nọ, không tốt đâu. Xem YouTube thời gian phát hiện Châu Thủy tránh né những nhân vật chống phá Việt Nam, quan điểm không rõ ràng, tin chắc rằng mọi người hiểu ít người coi, mọi người hiểu ít người coi. Bạn hỏi cái quan điểm không rõ ràng là cái quan điểm gì? Quan điểm gì mà không rõ ràng? Công việc và bổn phận của người làm báo là loan tin, chia sẻ những tin tức đến khán giả và độc giả, chứ không có quan điểm quan điếc gì hết cả. Không có gì hết. Cái bổn phận và trách nhiệm của họ, bởi vì họ chọn cái nghề truyền thông, cái nghề làm báo, là họ, trách nhiệm của họ chỉ là đưa thông tin cho tới mọi người. Còn suy nghĩ, phán xét mỗi tin tức, mỗi câu chuyện, đó là do mỗi độc giả và mỗi khán giả. Thì tôi làm công việc đó, tôi không phải là đứng bên này hay đứng bên kia, cái quan điểm, cái khỉ khô gì. Tôi chỉ nói sự thật, nói những gì tôi biết, kể những gì tôi đã trải qua. Còn cái quan điểm quan điếc gì đó không có quan trọng đối với tôi cả. Nếu cái đó thì bạn nói với mấy anh chống cộng đó, mấy anh ở bờ phố Bô Sa đó, thì có quan điểm quan điếc thì tôi không có. Tôi không có quan điểm quan điếc gì hết cả. Bạn phải nhớ như vậy. Bạn vô kênh tôi, bạn coi thì tôi cảm ơn bạn. Bạn không coi thì tôi cũng chẳng chết gì hết cả, cũng chẳng mất cái gì. Nếu bạn thấy tôi có ích lợi cho bạn thì bạn vô coi, còn thấy không có ích lợi thì bạn đi kiếm chỗ kênh khác bạn coi cũng không sao. Tôi làm đúng trách nhiệm và bổn phận của tôi là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn bạn. Quê hương Quảng Nam thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Nhiều anh hùng và thương binh liệt sĩ nhất cả nước, các tỉnh miền Bắc không có tỉnh nào bằng. Theo danh sách thống kê của Bộ Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ năm 2012. Bạn chia sẻ cực đúng. Quảng Nam, Đà Nẵng là tỉnh có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất, nhiều liệt sĩ qua hai cuộc kháng chiến, kháng chống Pháp và Mỹ của đất nước. Giờ tách ra thành Quảng Nam và Đà Nẵng, thì Quảng Nam vẫn là tỉnh có nhiều liệt sĩ thứ nhì cả nước, đứng sau Hà Nội mới sáp nhập cả Hà Tây. Luôn ủng hộ em, anh Triều ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Triều. Không cho tiền có được không? Bạn này nói là không cho tiền, cái dù cho tiền Việt Tân đó. Thì bạn cho hay không là tiền của bạn, tôi đâu có biết. Bạn được thích thì bạn cho, bạn không thích thì không cho. Nhưng mà bạn biết nó là lừa gạt rồi đó. Cho hay không là quyền của bạn. Loại này trừ đã chuyển thành trí ngố, trí cùi, trí đoạn hết rồi. Đây là cái vụ mà trí thức, trí ngủ đây. Anh bạn này trả lời bình luận trong cái trí thức, trí ngủ, trong cái đề tài. Tiêu đề tôi đã đưa ra. Để bọn Việt Tân nó lừa. Việt Kiều Mỹ văn minh thế mà để bọn Việt Tân nó lừa. Ngu quá. Rồi một bạn khác là khen tôi đó nha, chứ không phải khen cái câu bạn chê Việt Tân ngu đâu nha. Khen tôi nói trong cái clip vừa rồi đó. Hay quá. Cảm ơn các bạn đã để lại những chia sẻ để cho tôi có những cái chuyện để chia sẻ cùng với mọi người. Nước Mỹ tạo công ăn việc làm cho dân nhưng lại nhử mua trả góp, lừa vào trồng nợ, ra các loại thuế để lột lại tiền công dân chỉ đủ chi tiêu thôi. Đúng rồi bạn. Một bạn khác thì bộ đội Việt Nam có 3 cùng: 1 cùng ăn, 2 cùng ở, 3 cùng làm với dân, được nhân dân tin yêu cho che chở. Trên thế giới không có quân đội nào như quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi đồng ý với bạn. Tôi đồng ý với bạn rất là nhiều. Điều mà cho chúng ta thấy rằng là trong thời chiến tranh, người ta nuôi quân đó, những người trong vùng như những ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng cũng có, ở đâu cũng có, kể cả Sài Gòn cũng có, mọi nơi đều có những người nuôi quân giúp những người cách mạng để lật đổ cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khắp khắp mọi nơi trong nước Mỹ, thì làm sao mà thắng được trong nước Việt Nam chứ, thì làm sao mà thắng được. Mỹ qua để vòng vòng tách đùng cái là anh gục nồi cái đó không là chịu không nổi đâu, bởi vì không có chiến trường. Cuộc chiến mà không có chiến trường, lâu lâu mới tụ lại đánh như cuộc quản trị như ở Pleiku, ở Pleime, đồng xoài gì đó, đại khái là như vậy. Những cái trận đó là những cái trận thôi, còn trong trận chiến không thấy kẻ thù, mà kẻ thù bên cạnh mà không thấy thì làm sao chiến thắng được. Mà bây giờ qua tuốt ở bên kia còn vớ còn vẫn còn đi lừa gạt là chống cầm chống đồ chống cái khỉ khô gì hả, không nói thì không được, nói thì đụng chạm, nhưng mà thà đụng chạm cũng cứ không nói để cho mở cái đầu ra, để cho mấy anh chị già chị già và mấy cái bọn mà lưu manh đi theo. Bọn trẻ bên nó cũng có, trẻ tra trung trung nó cũng có cấu kết nhau để đi lường gạt, dùng lá cờ để đi lường gạt, dùng những chuyện đau khổ để đi lường gạt, dùng thuyền nhân đồ để đi lường gạt, bọn chúng hết. Các bạn nên nhớ như vậy, chuyện một nó xé ra 10 để nó đi lường gạt, nó làm cho thê thảm, cho đau thương, cho thê thảm. Nếu không như vậy, không chảy nước mắt thì làm sao nó lường gạt được. Cũng giống như những câu chuyện mà Phạm Công Cấp Hoa tắm cá ngày xưa trình diễn trên sân khấu, mà người khán giả xem mà không chảy nước mắt thì không ăn tiền được rồi. Thì cũng giống như tụi chống cầm cũng vậy,
Y chang cái đoàn cải lương nó không tạo được rước mắt cho những người dân ở bên nước Mỹ thì nó không kiếm tiền được, không tạo được căm thù thì nó không kiếm tiền được. Năm 1954, sau khi người Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva thống nhất năm 1956 là tổng tiến cử trong miền Nam, Pháp và Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về để tranh chức chủ tịch nước với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì sợ thua khi bầu cử nên Bộ Pháp và Mỹ mới tung tin Chúa vào Nam để kéo dân đi vào Nam. Thì bầu cử sẽ thắng phiếu, nhưng khi thấy không thể thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng hủy cả bầu cử luôn. Đúng rồi, đó là một chuyện có thật đó bạn. Một chuyện đáng ra là Việt Nam mình có cuộc tổng tuyển cử sau khi Hiệp định Geneva thì sẽ có một cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Đó là theo lịch sử ghi lại như vậy, kể cả hai bên. Nhưng mà sau đó sẽ thua, như bạn nói đúng rồi đó. Cho nên cứ hai miền cứ giữ đánh nhau hoài là như vậy. Chứ không thôi là năm 1956 là đã chúng ta đã độc lập và hòa bình rồi, thống nhất từ lúc đó rồi, chứ không kéo dài 20 năm trời để rồi biết bao nhiêu người phải bỏ xương trên rừng, trên núi, ở mọi nơi. Hai bên đều chết chóc, đều là người Việt Nam. Tại sao gọi là hai bên? Bởi vì bọn chúng chia nhau ra thôi, chứ Việt Nam chúng ta đâu có chia rẽ, không có chia cắt. Tại treo ké mà, các bạn này nói treo ké là cái cờ mà cờ vàng ba sọc đỏ treo lên là phải kêu, phải dậy, phải từ trên xuống dưới, thấp hơn như vậy đó, thấp hơn vậy. Cho nên là không thể nào bàn được, không phải là một quốc gia, một lá cờ của coi như là cái lá cờ đã chết, thì nó muốn làm sống lại, coi như nó ôm người chết thôi, không có gì cả. Đó là những anh chống cộng, nhất là tụi Việt Tân, tôi đã nói quý vị này. Nó dùng thù hận, nổi cái bán cờ thôi, nó in cờ in đồ ra nó bán cho quý vị thôi, là quý vị cũng là thấy là nó biết lời biết bao nhiêu rồi. Nó dùng lá cờ chết để nó bán cho quý vị cứ ôm vô tưởng là lá cờ quốc gia, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ đã chết rồi, không có một nước nào nhìn nhận cả, kể cả nước Mỹ còn biểu treo thấp hơn nước Mỹ cả hai găng tay nữa, thì quý vị thấy hãnh diện cái chỗ nào khi quý vị cầm cái lá cờ, mang cái lá cờ, treo cái lá cờ, quý vị hãnh diện hả? Hãnh diện cái chuyện đó hả? Hãnh diện một cách ngu muội như vậy sao? Quý vị là con người, quý vị là người có học, quý vị ở một đất nước văn minh, mà cái xỏ cái mộp về, cái mỏ về bên này chê Việt Nam, mà chính quý vị là những người ngu dân, bị chúng, bị bọn chúng, bị các cơ quan truyền thông của chúng làm cho quý vị ngu dân, là quý vị ngu đi, không có tỉnh được, không tỉnh táo, không tỉnh táo. Quý vị nói tôi bưng bô cho Cộng sản hả? Bưng bô cho Việt Nam hả? Không phải đâu, không có đâu, không có. Tôi về đây bao nhiêu lâu nay có ai gặp tôi gặp ai đâu. Bởi vì đây là tôi nói thật. Ở bên Mỹ tôi cũng đã nói thật rồi, nhưng mà nó không phát triển mạnh. Chỉ nói thật trên tờ báo, chỉ phát triển một cái vùng thôi. Còn bây giờ tôi có dịp để nói sự thật cho mọi người trên khắp thế giới, để họ biết đây là một chuyện chúng ta cần phải biết, để mà con cháu quý vị, để biết để tránh cái sự lừa gạt của bọn chúng. Nó nhân danh đủ thứ để nó lừa gạt. Nói chung là lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt và lừa gạt. Quý vị phải nhớ như vậy. Khi nghe một tay nào, một thằng nào, một câu nào, một chị già nào, một anh già nào nói chống cộng, quý vị phải tránh nó đi, tránh nó đi. Trước sau quý vị sẽ bị nó lừa. Nhớ như vậy cho tôi. Phải nhớ như vậy thôi. Tôi thấy nhiều người rồi, tôi biết nhiều người bị như vậy rồi. Cho nên tôi khuyên quý vị, nói cho quý vị biết. Chứ bỗng quý vị ở trong nhà, lâu lâu mới đi ra ngoài cộng đồng, đi ra ngoài khu phố một lần, đâu có biết gì đâu. Còn tôi trực diện mỗi ngày, mỗi giờ nữa là khác. Cho nên tôi biết hết. Tất cả các sinh hoạt của các hậu đoàn tôi đều đi tham dự hết mà. Làm sao tôi không biết được. Chẳng qua tôi còn nể nang, tôi không nói. Bởi vì nói một chút thôi. Nhưng mà bây giờ quá lắm, phải nói. Bởi vì 50 năm rồi, chỉ còn mấy tháng, bao nhiêu tháng nữa là 50 năm rồi.
50 năm cả, bao nhiêu người đã đi về bên kia thế giới rồi, lên thiên đường hết rồi, thì quý vị còn ngồi đây chống cái gì nữa mà chống? Chống chẳng qua là làm lợi cho một băng đảng lưu manh Việt Tân để nó kiếm tiền thôi. Phải ngưng ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn.